Xin chào các bạn đang nghe podcast Gia Lai ngày 2 tháng 11, phát vào lúc 6 giờ trên báo Gia Lai điện tử. Bản tin hôm nay có những thông tin sau. Chuyện bên dòng sông Pa sẽ diễn ra tại Iapa. Hội Văn học nghệ thuật Gia Lai giới thiệu 10 tập sách mới của hội viên. Vi phạm hoạt động thương mại điện tử, một doanh nghiệp bị phạt 30 triệu đồng. Tập huấn chuyên sâu về chuyển đổi số báo chí. Nhóm Vegan Gia Lai chia sẻ 2.000 suất cơm chay không đồng. 24 đội thi đấu bóng đá mini chào mừng ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Đức Cơ tạm giam 11 đối tượng dùng hung khí đánh người. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chi tiết. Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 11, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bảo tàng tỉnh Gia Lai, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tổ chức sự kiện truyền thông dự án 8 tại huyện Yapa với chủ đề Chuyện bên dòng sông Pa. Sự kiện gồm các nội dung tọa đàm, giao lưu chia sẻ về dự án 8, những kết quả ban đầu tại địa phương, câu chuyện về sự thay đổi trong cuộc sống khi phụ nữ dân tộc thiểu số có khát vọng cống hiến phát triển. Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra triển lãm Chuyện bên dòng sông Pa gồm 4 chủ đề chính: Chuyện quanh ta, Về với đại ngàn, Chuyện bên dòng sông Pa, Khát vọng bên dòng sông Pa. Mỗi chủ đề là những câu chuyện hình ảnh phản ánh chân thực về tình trạng bất bình đẳng giới, khuôn mẫu giới, những tập tục lạc hậu cũng như sự thay đổi đang diễn ra trong cộng đồng. Thông qua các hoạt động trong sự kiện, thể hiện khát vọng phát triển của phụ nữ, đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện Yapa nói riêng và cả nước nói chung. Sự kiện nhằm nâng cao hiểu biết về khuôn mẫu giới, bình đẳng giới cho phụ nữ, trẻ em và cộng đồng dân tộc thiểu số huyện Yapa và các vùng miền khác, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em tại khu vực huyện Yapa nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung. Tối ngày 31 tháng 10, Hội Văn học nghệ thuật Gia Lai tổ chức chương trình giới thiệu tác giả tác phẩm nhằm giới thiệu các tác phẩm đã xuất bản trong 2 năm 2022-2023 của 9 tác giả là hội viên chi hội văn học. Chương trình có sự góp mặt của đông đảo hội viên và học sinh trên địa bàn thành phố Pleiku. Tại chương trình, các tác giả đã có dịp giao lưu, chia sẻ về quá trình sáng tạo lao động nghệ thuật nói chung cũng như về tác phẩm vừa ra mắt. Trong 2 năm 2022-2023, có 10 tác phẩm của 9 tác giả đã được xuất bản. Về truyện ngắn có Bước đi hoa của tác giả Phạm Đức Long, Phía mùa rực rỡ của tác giả Hoàng Thanh Hương, Mùa gió về trên núi của tác giả Trương Thị Chung, Hừng sáng của tác giả Võ Thị Mỹ Hạnh, Trăng treo đầu núi của tác giả Lê Vi Thủy. Về thơ có Miên man khúc làng của tác giả Nguyễn Tiến Lập, Gió nghiêng về phía ngược chiều của tác giả Lê Vi Thủy, Lục bát hai câu về người, tập 2, tập 3 của tác giả Tạ Chí Tào. Tặng văn có các tập sách Dưới thềm cũ rêu phong của tác giả Đào An Duyên, Miền sương tặng phố của tác giả Ngô Thanh Vân. Nghệ sĩ ưu tú Đặng Công Hưng, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Văn học nghệ thuật Gia Lai ghi nhận, 9 tác giả với sự tiếp nối về tuổi đời, tuổi nghề đã mang đến cho độc giả những góc nhìn khác biệt về cuộc sống. Tất cả tạo nên sự đa dạng phong phú cho đời sống văn học nghệ thuật tỉnh nhà. Thời gian tới mong các văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tác được nhiều tác phẩm hay, chạm đến trái tim độc giả. Đội trưởng đội quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh vừa ban hành quyết định xử phạt 30 triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Tuấn Gia Lai, địa chỉ tại 807 Lê Duẩn, thành phố Pleiku, vì đã có hành vi vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động thương mại điện tử. Trước đó, qua thời gian theo dõi hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn quản lý, đội quản lý thị trường số 2 phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Tuấn Gia Lai do ông Trần Thanh Tuấn làm giám đốc đang sử dụng website có tên miền http://vitinhthanhtuấn.com để bán hàng. Trên website có các thông tin về chủ sở hữu website, thông tin hàng hóa, dịch vụ, giá cả, thông tin vận chuyển và giao nhận, thông tin về điều kiện giao dịch chung, các phương thức thanh toán theo quy định và cho phép người mua đặt hàng trực tuyến. Qua tra cứu thông tin tại cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử www.online.gov.vn của Bộ Công Thương, trang thương mại điện tử bán hàng này chưa được thông qua với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền là Bộ Công Thương, nên đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, hoàn chỉnh hồ sơ trình đội trưởng, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Sáng ngày 1 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Google tập huấn chuyên sâu về chuyển đổi số báo chí.
Trong thời gian 3 ngày, các đại biểu được đại diện Cục Báo chí, Google giới thiệu về 3 chủ đề gồm: thấu hiểu và phát triển độc giả, giải pháp dữ liệu xây dựng nền tảng dữ liệu bền vững, xây dựng chiến lược phát triển doanh thu quảng cáo toàn diện. Cụ thể, các báo cáo viên sẽ hướng dẫn cho đại biểu cơ quan báo chí về một số nội dung mang tính cấp thiết đối với chuyển đổi số báo chí hiện nay như phương hướng tiếp cận tối ưu trải nghiệm trên di động hiệu quả cho trang, làm thế nào để hiểu tệp khách hàng và phát triển người dùng của trang, xây dựng và tối ưu site map cho website tin tức hiệu quả, cách thức kiểm tra lưu lượng truy cập trang web và tạo cơ hội phát triển độc giả, xây dựng mô hình doanh thu quảng cáo kỹ thuật số toàn diện, an toàn thương hiệu, chống gian lận và kiểm soát nội dung quảng cáo trên web, v.v. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được hướng dẫn thực hành kỹ thuật về thiết kế giao diện và trải nghiệm cho di động, ưu tiên người dùng, tối ưu tốc độ tải và duy trì tốc độ tải của trang, sáng tạo nội dung phù hợp với đối tượng, thị hiếu người đọc, v.v. Qua lớp tập huấn nhằm cung cấp thông tin, hướng dẫn chuyên sâu cho các cơ quan báo chí về chuyển đổi số, phát triển độc giả trên các nền tảng mạng xã hội và tăng doanh thu quảng cáo cho website, các nền tảng đa phương tiện của cơ quan báo chí. Chào mừng Ngày Thế giới Thuần chay ngày 1 tháng 11, nhóm Vegan Gia Lai gửi tặng 2.000 suất cơm chay miễn phí vào trưa cùng ngày tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố Pleiku. Với thông điệp cùng hành động để có một thế giới tốt đẹp hơn, nhóm tặng các suất cơm chay tại các cơ sở như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần kinh, Trung tâm Y tế thành phố Pleiku, Hội người mù tỉnh. Ngoài ra, tại một số quán chay như Thanh Tâm địa chỉ 12 Cao Thắng, Chân Tâm địa chỉ 267 Lê Đại Hành, An Lành địa chỉ 348 Lý Thái Tổ, Biển Hồ địa chỉ 252B Tôn Đức Thắng, nhà hàng chay Ánh Quang địa chỉ 236F Tôn Đức Thắng, làng Xê Đăng huyện Chư Bả, nhóm cũng gửi tặng các suất cơm chay với mong muốn lan tỏa lối sống xanh, bảo vệ sức khỏe từ bữa ăn hàng ngày. Từ đầu năm đến nay, nhóm Vegan Gia Lai đã nấu hàng chục ngàn suất cơm chay không đồng, chia sẻ bữa ăn thuần chay và lan tỏa tinh thần yêu thương đến các hoàn cảnh khó khăn ở phố núi Pleiku và một số địa phương lân cận. Nhằm đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai, ngày 7 tháng 11 năm 1945, ngày 7 tháng 11 năm 2023. Sáng ngày 1 tháng 11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức giải bóng đá mini với sự tham gia của 24 đội đến từ các cơ quan đơn vị trực thuộc. Theo đó, đối tượng tham gia là sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc biên chế chính thức của các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh, được chia làm hai khối. Khối cơ quan có 12 đội gồm các phòng, tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, ban chỉ huy quân sự, 17 huyện, thị xã, thành phố. 8 đội giải nhất nhì trong thi đấu vòng loại tại các cụm thi đua cấp huyện. Và khối đơn vị có 12 đội gồm tiểu đoàn bộ binh 50 thuộc trung đoàn bộ binh 991 và các đại đội trực thuộc cơ quan đơn vị. Mỗi khối được chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm. Kết thúc giải, ban tổ chức sẽ trao cúp cho các đội đạt giải nhất, nhì, ba và các giải phụ cho cá nhân, dự kiến vào ngày 6 tháng 11 năm 2023. Thông qua giải đấu, để Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá kết quả, chất lượng công tác huấn luyện thể lực, hoạt động thể dục thể thao của các cơ quan đơn vị, đồng thời góp phần nâng cao trình độ quản lý, tổ chức huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao của đội ngũ cán bộ các cấp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Cơ vừa tạm giam 11 đối tượng để điều tra về hành vi giết người xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, 11 đối tượng gồm Siêu Đen, sinh năm 2009, Rơ Lanh Vư, sinh năm 2002, Siêu Khôi, sinh năm 2006, Rơ Mang Thanh, sinh năm 2004, Cờ Bui Vít, sinh năm 2003, Cờ Bui Trang, sinh năm 2001, Rơ Mạnh Quốc, sinh năm 2007, Rơ Mạnh Lích, sinh năm 2007, Siêu Ơ Lui, sinh năm 2001, Cờ Ba Cút, sinh năm 1999 và Siêu Điệp, sinh năm 1999, cùng trú tại xã Ia Lan, huyện Đức Cơ. Theo nội dung vụ việc, vào ngày 23 tháng 7, Siêu Đen cùng anh RMP, sinh năm 1993, trú tại làng Cửa Lũ Dẻ, xã Ia Lan. Anh RMH, sinh năm 2001, trú tại làng Dít Tú, xã Ia Đinh, huyện Đức Cơ và một số thành viên làng Cửa Lũ Dẻ đá bóng tại sân bóng Phương Kim, thuộc làng Lê Hai, xã Ia Lan. Tuy nhiên, tại đây, giữa Đen và P xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Đen đã rủ nhóm đối tượng trên mang theo hung khí tìm đánh anh P. Tiếp đó, khi gặp anh P và anh H, thì nhóm của Đen đã dùng dao, gậy, mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu, mặt và tay của hai người này. Hậu quả, anh P bị tổn hại 10% sức khỏe, H bị tổn hại 33% sức khỏe.
Trên cơ sở chứng cứ thu thập, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Cơ ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 11 đối tượng trên để điều tra về hành vi giết người. Vụ việc đang được công an huyện Đức Cơ tiếp tục điều tra làm rõ. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sáng ngày 3 tháng 11.